Hơn 20 công viên ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong đó có cung điện mùa hè, công viên Bắc Hải và vườn quốc gia Olympic đã khởi động các hoạt động vui chơi giải trí mới cho mùa băng và tuyết. Cơ quan quản lý công viên và cây xanh ở Bắc Kinh cho biết, các công viên của thành phố này có nhiều hoạt động khác nhau như sân băng tự nhiên và khu vực tuyết nhân tạo được mở cửa đón du khách tới vui chơi. Ông Peng Chang, một quan chức của cơ quan này cho biết, các dòng sông, hồ nước ở một số công viên cũng được sử dụng cho các hoạt động với băng và tuyết. Có các môn thể thao truyền thống vào mùa đông như ô tô băng, trượt băng và đạp xe trên băng tại các sân băng tự nhiên, trong khi các khu du lịch băng tuyết cũng tổ chức các hoạt động tương tác giữa cha mẹ với con cái như trò ném đĩa tuyết và đi tàu ngắm cảnh. Các sự kiện dành cho mùa băng và tuyết tại Bắc Kinh dự kiến kéo dài đến giữa tháng 2 năm 2023. Vào kỳ nghỉ lễ và năm mới, nhiều du khách đã có trải nghiệm đáng nhớ tại khách sạn băng ở dãy núi Carpathian của Rumania. Khách sạn băng được xây dựng từ năm 2005 bằng cách sử dụng băng được chạm khắc từ hồ Bale ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Đây là một trong những khu vực tuyết rơi nhiều nhất của Rumania. Mỗi khối băng sử dụng để xây dựng khách sạn nặng khoảng 30kg. Các phòng của khách sạn được đặt theo tên của thủ đô các nước châu Âu. Đồ nội thất làm bằng băng và được phủ bằng chăn giữ nhiệt và da cừu. Dù nhiệt độ bên trong khách sạn dưới mức đóng băng, nhưng anh Tom, một du khách người Ireland, cho biết anh và nhóm bạn của mình không cảm thấy lạnh khi ở bên trong. Họ cung cấp cho bạn tất cả các thiết bị và vật dụng cần thiết và không lạnh lắm khi bạn mặc nhiều lớp áo. Khách sạn nằm trên đỉnh núi nên rất hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, quản lý khách sạn cho biết, biến đổi khí hậu có thể khiến việc duy trì khách sạn trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Ngoài khách sạn băng ở đây, trên thế giới còn có nhiều khách sạn băng khác ở Scandinavia, dãy núi Alper hay Bắc Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Thái Lan mới đây đã chuẩn bị các hướng dẫn để xử lý khách du lịch đến từ Trung Quốc từ ngày 8 tháng 1, cũng như du khách nước ngoài nói chung. Cụ thể, những người đến từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 và phải xuất trình bảo hiểm y tế ngắn hạn chi trả cho việc lây nhiễm bệnh. Các xét nghiệm ngẫu nhiên cũng sẽ được thực hiện đối với khách du lịch vào hoặc rời khỏi Thái Lan để đánh giá các biện pháp ứng phó. Các cơ sở y tế cũng sẽ dành nguồn lực dự phòng để điều trị cho du khách nước ngoài có thể mắc bệnh COVID-19, đặc biệt là ở các tỉnh du lịch. Một đường dây nóng sẽ được mở cho những du khách có thắc mắc về sức khỏe. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, khoảng 5 triệu lượt du khách từ Trung Quốc sẽ thăm Thái Lan trong năm nay và số lượng khách Thái Lan tới Trung Quốc du lịch cũng sẽ tăng. Các biện pháp phòng ngừa COVID-19 sẽ được xem xét tương ứng với mức độ phổ biến của virus ở Trung Quốc.